kỳ người phụ nữ nào, được làm mẹ đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Thế nhưng, để có được niềm hạnh phúc ấy, đâu phải dễ dàng cứ mong muốn là có được. Đúng là con cái là lộc trời cho, nhưng ông trời lại hay thử lòng người. Có những lúc, giọt nước mắt phải giấu trong lòng, hay phải lén lau đi để mà bình tâm trở lại, để rồi lại hy vọng. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nhung ở Cẩm Phả, Quảng Ninh trong hành trình tìm con đã khiến đoàn làm phim chúng tôi thực sự xúc động. Chồng mình là con một trong gia đình. Mình sinh một bé gái rồi mà bây giờ không sinh được một bé trai nữa. Không có nói gì đến bé trai mà chỉ một bé nữa thôi. Để cho ông bà vui mà cũng không chưa sinh được. Mình rất là mình là tủi thân. Rồi bạn bè, hàng xóm, ai cũng nhìn mình và nói rằng là hay là mình béo quá nên là không sinh được. Mình cũng cảm thấy buồn và áp lực nhiều. Mọi còn có con người thì nói hay là trở thành cá rô đực. Nên mình cũng buồn và tủi thân, khổ thân lắm. Lực đến với chị từ nhiều phía khiến nhiều lúc chị Nhung cảm thấy mình không đủ sức để chịu đựng và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng bằng nghị lực, lòng quyết tâm và niềm hy vọng của người mẹ mong con, sau bao nhiêu năm cố gắng chạy chữa và tìm kiếm phương pháp để điều trị vô sinh, may mắn đã đến với vợ chồng chị khi anh chị tìm đến và sử dụng sản phẩm Linh Tự Đan. Hai vợ chồng cũng đã uống rất nhiều loại thuốc, cũng không có tin vui gì. Đến khi tôi mới đến nhà một người bạn cũ học cùng, bạn cũng nói chuyện với bạn và bạn chia sẻ là anh trai của bạn ấy ở trong Sài Gòn, một bác sĩ giới thiệu uống sản phẩm Linh Tự Đan, và anh của bạn cũng đã có hai bé kháu khỉnh. Thế là tôi về nhà tìm hiểu sản phẩm Tự Đan đấy. Là một dược sĩ thì mình biết sản phẩm Linh Tự Đan của công ty Nam Phương, công ty rất là nổi tiếng. Mình bàn với chồng là hai vợ chồng nên uống sản phẩm đấy xem như thế nào. Thì anh nhà mình cũng mời uống thuốc nên mình đã góp ý và quyết định, hai vợ chồng quyết định uống. Mình ông xã đi làm, mình cũng cắt thuốc cho vào túi xong ấy để ông ấy đi làm đến bữa nhắc ông uống thuốc. Một thời gian hai vợ chồng uống cũng có 7 hộp thôi. Đến khi đến một hôm thì cảm thấy người nó khác, mình có tin vui, có em bé. Mình quên, mình rất là xúc động. Người đầu tiên mình gọi điện báo tin bà Lộ. Bà Nội cũng rất là vui. Ông xã mình cũng rất là sung sướng. Lúc đấy mình mới cảm thấy hạnh phúc một người là mẹ là thứ hai. Mỗi ngày đi làm về, đón nhận sự hân hoan và sung sướng của bé Chi và bé Lâm khi chạy ra đón mẹ, chị Nhung cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn đã đến với gia đình chị. Câu chuyện của gia đình chị Nhung cũng đã thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình đang trên hành trình tìm con. Chọn giải pháp an toàn và hiệu quả như Linh Tự Đan để hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn cho cả vợ và chồng. Tiếng cười trẻ thơ sẽ sớm đến với mỗi gia đình.